vị và Phương Hằng tôi sát vài bài nữa và chúng ta sẽ kết thúc một buổi tối hôm nay thật là thú vị. Hy vọng là Phương Hằng tôi mang đến cho quý vị rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui buồn trong cuộc sống. Và bài hát tiếp theo là cái bài hát mà tôi thích lắm quý vị ơi. Đó là một thuở đam mê. Bởi vì chúng ta ai cũng có một lần để đam mê, chỉ có một thuở thôi, chứ không có đam mê lâu dài. Mình có phước hay không là sau những cái đam mê đó là những cái ngõ rẽ của cuộc đời. Và sau những cái lần đam mê đó là định mệnh của cuộc đời. Cho nên cái bài hát một thuở đam mê này không biết nó là sao nhưng mà nó gây cho tôi rất nhiều cảm xúc. Xin hát tặng cho quý vị bài hát một thuở đam mê cùng với Hoàng Nhi nha quý vị. Oh ho. Hát mấy bài nữa thôi là mình sẽ kết thúc. Tình là thế, tìm
tôi xin hát tặng quý vị hai bài nữa thì chúng ta sẽ kết thúc nha quý vị. Hát tặng cho quý vị bài hát Nụ Hôn.